Được rồi. Có cần phải thế không? Tất nhiên là cần. Tuy bề ngoài trông ta giống lưu manh, nhưng thực ra nội tâm của ta là một chính nhân quân tử. Chưa tới ngày thành thân, ta sẽ không làm bừa. Đây là gì? Đưa cho ta. Nàng nói cho ta là cái gì trước đã? Giấy cắt dán cửa sổ. Đây cũng đâu phải giấy dán cửa sổ. Do chàng bỏ ta vô hòm còn gì? Vừa hay trong hòm có vài quyển tạp tự, ta bèn cắt hình trên đó ra. Xin lỗi vì đã nhét nàng vào hòm đưa tới Bắc Bình. Nàng có giận không? Lúc đó ta đã quyết định sẽ ở bên chàng rồi. Nàng nói cho ta biết mấy thứ này nghĩa là gì đi. Đây là chàng, đây là ta. Cái này là nhà của chúng ta. Đây là mẹ chúng ta nuôi. Còn đây là con của chúng ta. Có cả con luôn à. Không ngờ nữ hiệp lại như thế này. Ở đâu vậy? Nhìn thế này sẽ đau cổ đấy. Chẳng phải chàng nói tuyệt đối sẽ không làm bừa sao? Thỉnh thoảng làm bừa một chút, vẫn là quân tử mà. Cho tỷ cái này, tỷ đeo đẹp hơn. Tỷ tỷ,
Đừng gửi gắm hy vọng cho đàn ông.